diễn tả nó rất tuyệt vời anh ạ. Nói chung là giành huy chương không còn điều gì sung sướng hơn khi đội mình vô địch. Ngay từ bé thì bố và mẹ em rất là yêu mến thể công và đã hướng cho em là sẽ cố gắng vào đây đào tạo để được sau này được thi đấu. Em muốn chia sẻ đầu tiên là với gia đình, với những người thân, sau đó là đến đồng đội và các thầy trong ban luyện. Em muốn cảm ơn những người đã luôn đồng hành và cổ vũ cùng trong suốt một chặng đường của đội bóng như thế. Em muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này đầu tiên với mẹ của em. Mẹ của em luôn là người khi em khó khăn nhất, mẹ của em luôn ở bên cạnh em, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Nên em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho em có cơ hội và được ở bên cạnh những cầu thủ rất là xuất sắc, em rất là tự hào. Khán giả là cảm ơn khán giả và trong cả nước đã cổ vũ và đồng hành cùng những ai yêu mến câu bộ thể công của em, và bọn em sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày để được lúc nào cũng mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Đầu tiên là tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đầu tiên đối với bố tôi, là người đã luôn đồng hành tôi từ khi mà tôi đang còn nhỏ, và ông đã hướng cho tôi cái môn thể thao này, và ông cũng là người truyền lửa, người truyền đam mê cho tôi. Kể cả đến thời điểm này, khi tôi đã chuyển sang công tác huấn luyện thì ông vẫn thường xuyên theo dõi, động viên và có những cái lời nhắc nhở rất là tốt để đến giờ này tôi có cái thành công như ngày hôm nay cùng với cả toàn đội bóng thể thao.